Có thể bạn chưa biết, giống sói Na Uy tuyệt đẹp chính thức bị tuyệt chủng. Theo đó, nghiên cứu mới được thực hiện dưới sự dẫn dắt của giáo sư Hans Stenhuysen, giám đốc bảo tàng Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, đã chính thức ghi nhận sự tuyệt chủng của giống sói Na Uy hoang dã. Theo nghiên cứu, mặc dù ngày nay vẫn còn có khoảng 400 cá thể sói sinh sống tại khu vực biên giới giữa Na Uy và Thụy Điển, nhưng phân tích DNA cho thấy chúng không phải loài sói Na Uy bản địa mà là sói từ Phần Lan di cư đến. Nguyên nhân dẫn tới sự tuyệt chủng của giống sói này được cho là do con người khi chúng ta xuất hiện xây dựng một nền nông nghiệp dựa trên chăn nuôi. Khi những con sói hoang thường xuyên giết thịt cừu và đôi khi đe dọa cả tính mạng của con người, những người dân bản địa đã lập tức coi chúng là loài vật xấu, nghĩ rằng cần phải tiêu diệt chúng. Sói từ đó trở thành mục tiêu săn bắn, không chỉ tự vệ mà còn bởi thịt của chúng cũng như bộ lông của chúng dùng để làm quần áo, khăn quàng. Hệ quả là tới năm 1970, con người đã xóa sổ quần thể sói nguyên thủy trong tự nhiên ở biên giới Na Uy. Trong suốt 10 năm, không hề có bất cứ một con sói nào xuất hiện trong khu vực giữa Na Uy và Thụy Điển.